Hello, xin chào các bạn. Video này mình lại lên cho anh em một cây sáo trúc hôn tông la trầm. Cây này thì chưa có chủ. Hôm qua mình tiện mở trúc ra thì mình làm luôn hai cây. Một cây pha cho bạn Phan Trung và một cây la này. Cây này thì mình có sơn lòng bên trong các bạn nhé. Sơn đỏ bên trong. Sáo trúc rất là đầm tay. Màu tự nhiên rất là đẹp. Cái này thì lại ngược với cây hôm qua. Cái này lấy gió thổi mình sẽ làm ở phần gốc, bởi vì phần gốc nó to hơn phần ngọn. Đấy, mỗi cây nó phải thiết kế theo một kiểu khác nhau, bởi vì là nó phải phụ thuộc vào cái lòng trong của cây trúc. Mỗi cây trúc nó sẽ có một cái đường kính lòng khác nhau, thành ra là mình phải tùy cơ ứng biến các bạn ạ.